Xin chào mọi người trở lại với channel của hai chị em mình. Hôm nay thì hai chị mình sẽ làm về một chủ đề đặc biệt dành riêng cho các em mới bước sang tuổi dậy thì, đặc biệt là những em vừa bước sang cấp 2. Cho nên là cho tụi mình mãn phép xưng em nha, tại vì đây là chủ đề dành đặc biệt là dành riêng cho các em luôn. Bởi vì tụi chị cũng đã từng trải qua giai đoạn đó nên là tụi chị muốn để lại một chút kinh nghiệm của tụi chị cho tụi em. Thì lúc này hormone trong người của các em sẽ bị thay đổi, dẫn đến sự thay đổi của làn da luôn, cho nên là da các em sẽ lúc này sẽ bị mất cân bằng trong một khoảng thời gian khá dài. Các em thường sẽ bị nổi mụn đầu đen, mụn viêm, mụn trứng cá, vân vân, tùy bạn và tùy vào cơ thể của mỗi người. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các em khi các em đi học. Nhiều em có mụn sẽ ngại khi người khác nhìn mình, tuy là thực chất người khác không có ý xấu đối với mình nhưng mà thật sự thì cực kỳ ngại. Chị cũng từng trải qua cái giai đoạn này và rất là khó chịu. Nhưng mà các em đừng có vội đi nặng mụn hoặc là xài những sản phẩm người ta nói là trị mụn cấp tóc một giây. Nói chung là quảng cáo nhiều lắm, các em đừng nên nha. Điều đặc biệt là các em phải tìm và hiểu thật rõ cái vấn đề mình làn da của các em đang gặp phải là cái gì. Đầu tiên thì chị nghĩ các em cần nên biết đây chỉ là sự thay đổi bình thường về da của các em thôi. Vì đây là trước hết thì chị nghĩ các em nên biết đây chỉ là sự thay đổi bình thường của cơ thể. Đặc biệt là về da khi các em vừa mới bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Bước vào giai đoạn dậy thì, trong cái giai đoạn này mỗi người sẽ có một cái biểu hiện thay đổi khác nhau. Cũng có người bị mụn và cũng có người không có mụn luôn. Mỗi người mỗi khác, nhưng mà các em đừng có lo, có rồi sẽ hết thôi. Nếu các em biết và biết cách chăm sóc da mình đúng. Trước hết nếu như mà em nào mà có mụn ít thì các em nên bắt đầu với việc làm sạch da với sữa rửa mặt. Và sữa rửa mặt chị khuyên các em nên dùng là sữa rửa mặt Cetaphil, bởi vì nó lành tính và an toàn, kể cả em bé cũng sử dụng được, cho nên chị nghĩ đây là sản phẩm phù hợp nhất trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn vừa mới bắt đầu skincare. Rồi thuốc sức mụn, sau khi các em rửa mặt xong bằng sữa rửa mặt Cetaphil thì các em nên sử dụng thuốc sức mụn. Thì thuốc sức mụn chị recommend cho các em xài đó chính là Eucerin chiết xuất từ rau má và thuốc sức mụn Dekuma chiết xuất từ nghệ. Thì hai sản phẩm này giá thành ở bình dân trung bình, ai cũng có thể mua và các em có thể tìm được ở mọi nhà thuốc Tây. Nếu như mà các em bị mụn nhiều một chút thì chị nghĩ các em nên đi đến bác sĩ da liễu. Bác sĩ sẽ đưa các em thuốc để uống hoặc là thuốc để bôi lên da, hoặc là sẽ có một cái liệu trình trị mụn cho các em luôn. Nó sẽ an toàn hơn. Tại vì chị từng sai cách luôn chứ. Nói chung những gì chị nói là những gì chị học từ những cách sai của chị thôi. Tại vì hồi đó chị bị mụn á, chị đi nặng liền luôn, dù là nó chưa nổi còi lên, nổi cái gì lên chị đi nặng á, nặng nát cái mặt luôn, bởi vì lúc đó là mụn nó nổi hoài à, nên là tuần nào chị cũng phải đi nè nặng mụn, cho nên là chị sợ quá chị mới chạy đi bác sĩ da liễu liền, nên là chị đều rút kết từ những kinh nghiệm xương máu. Với lại hồi xưa cũng không biết, chỉ là đi nặng mụn thôi nhưng mà vô đè nặng hết. Đúng rồi, chị đâu có biết cái nào nên nặng, cái nào không nên nặng đâu. Cho nên là chị đã từng sai lầm và đây là những kinh nghiệm thực sự chị muốn truyền tải lại cho các em. Khi mà các em sử dụng thuốc sức mụn, khi mà các em có mụn đặc biệt là mụn viêm hoặc là mụn đầu đen, mụn trứng cá, nói chung bất kỳ mụn nào mà các em bị thì các em hãy xức thuốc và đợi cho nó thật sự là khô còi rồi các em hãy đi lấy nhân mụn nó ra nha. Tại vì khi nó chưa khô còi mà các em động đậy đến nó, nếu mà mụn viêm thì nó cũng sẽ có khả năng bị chai, còn hoặc hơn nữa là nó sẽ viêm nặng hơn, cho nên là hãy đợi khô còi rồi hãy đi lấy nhân mụn ra. Mà chỉ còn một loại thuốc trị mụn ở tầm trung chị từng sử dụng qua rồi là thuốc sức mụn của Hiroshika, khá là tốt. Các em có thể tìm thấy ở nhà thuốc Tây nhưng mà giá thành thì đắt hơn cái kia một chút. Cái kia dao động từ vài chục thì cái này dao động là 100 vài trăm. Không tí vài trăm, 106 đến 126 ngàn. Cái thuốc này nó đến từ Thụy Sĩ, và trong cái
cái hãng này á, thì nó có bán thuốc trị sẹo nữa, nên là các em có thể mua về và sử dụng luôn. Cái trị sẹo cũng khá là tốt. Mà chị hồi đó chị từng sử dụng cái đó để trị sẹo mụn hoặc là trị sẹo, bất kỳ là sẹo gì của chị thì cũng có thể sử dụng. Nó khuyên giảm. Cái mà sẹo nặng nhất thì nó cũng khuyên giảm, thì chị nghĩ là sẹo mụn thì nó nhanh lành hơn. Những sản phẩm chị recommend đều là những sản phẩm lành tính và có thể tìm được ở bất kỳ nhà thuốc tây nào. Không những vậy mà giá cả của tất cả các sản phẩm này các em đều có thể chi trả cho nó. Cái sản phẩm này đều là những sản phẩm lành tính, giá cả thì ok. Chỉ cần các em kiên nhẫn sử dụng với thời gian hơi lâu, không phải là lâu quá nhưng mà nó hơi lâu một chút thì hiệu quả sẽ đến rất là nhanh. Bởi vì khi em mới bắt đầu sử dụng nên chị recommend những cái mà chị nghĩ chị đã từng sử dụng, chị thấy là nó có hiệu quả, nhưng mà hiệu quả theo thời gian, nó không lúc quá nhanh. Chị học cấp 2 cũng chưa biết gì cả, chỉ xem các beauty vlogger và các blogger rồi xài theo thôi, nhưng cũng đâu phải người ta xài cái gì tốt là mình xài cũng như thế đâu. Và chị cũng như thế. Tuy là lúc chị học cấp 2 chưa bao giờ sức kem hay chiếc phấn gì cả, trừ những lúc mà đi đám tiệc ngựa ngựa vẽ cái môi màu tím thôi à. Nhưng mà nó cũng là son của mẹ à. Mà chị cũng vẫn bị mụn. Lúc đó chị còn nghĩ ra cái ý định là dán băng keo cá nhân đi học nữa, mà không lẽ dán khắp cái mặt, dán mấy cái băng keo cá nhân cả nhỏ đúng lên rồi. Mụn á. Lúc đó nhớ lúc đó cũng có cái strand gì đó, nhưng mà thôi vậy bỏ luôn, bỏ ý định luôn. Chị xem beauty vlogger thì thấy mấy chị đó xài skin care quá nhiều bước, xài hàng thì quá xịn, quá đắt. Lúc đó còn tụi chị còn nhỏ nên đâu có tiền đâu mua. Cộng thêm cái là nhà chị không có khuyến khích skin care sớm, xài mỹ phẩm sớm nữa. Nên không thể nào mà làm theo giống mấy chị đó được hết á. Thế là tự ngồi, hai chị em tự ngồi suy nghĩ phân tích các kiểu, coi cái bước nào là quan trọng nhất, coi cái bước nào là quan trọng nhất, rồi tự xem nha mọi người. Rồi tự ra. Mà đúc kết ra có hai cái. Cái thứ nhất là rửa mặt bằng sữa rửa mặt cho sạch. Cái thứ hai xài thuốc sức mụn, đơn giản như thôi hết rồi. Nhưng mà cũng có hiệu quả lắm á. Mới đầu là xài Cetaphil, hai đứa quyết định xài Cetaphil nè, tại vì thành phần nó cũng quá là dịu nhẹ cho da, nhất là những đứa như tụi mình lúc đó mới bắt đầu skin care nên đúng rồi, nên là luôn luôn tự chọn lọc những cái sản phẩm mà nó dịu nhẹ nhất có thể. Đúng rồi, ưu tiên mấy cái sản phẩm do cho da nhạy cảm hoặc là cho da em bé ha. Sau đó là sức mụn là sức thuốc của Yushan. Yushan lúc đó là chị đi học, cái mấy bạn chị xài thôi, rồi chị mua chị xài thấy cũng ok, thành phần cũng là rau má, cũng là tự nhiên. Cho xong nên xong giá cả lại thì cũng quá là ok. Xong rồi cái đi chỉ lại với người khác. Còn cái nữa là đặc biệt là cái về mặt tâm lý của các em, thì các em đừng có mặc cảm nha. Dù cho có mặc cảm hay là có mắc cỡ thì mụn của các em cũng không có thể nào mà nó hết liền được đâu. Cho nên là mặc kệ mấy người xung quanh đi. Trong lúc mà người ta còn dùm nó nói xấu hay chê bai gì mình á, thì tranh thủ cái thời gian đó đó làm đẹp cho bản thân hơn. Với lại tranh thủ cái thời gian đó luôn, mình sử dụng thuốc trị chừng nào mà mình hết mụn á, xong rồi cái người ta cũng không có nói gì được mình nữa đâu, người ta ướt họng luôn á. Chứ em khỏi có bàn cãi gì, đừng có mắc cỡ hay là ngại gì nữa hết á. Hoặc là bây giờ nó có bán mấy cái gọi là cái gì, miếng dán mụn. Mấy cái miếng dán mụn mà nó có nhiều kích cỡ, các em có thể mua, nó cũng không mắc tầm vài chục ngàn thôi, các em dán lên nó cũng có khả năng là khô còi nhanh nữa. Cho nên là kim dán lên đi học thì auto ok. Đặc biệt là cái này nè mọi người, phụ huynh, vấn đề phụ huynh, bởi vì tâm lý của cha mẹ, tâm lý của bậc phụ huynh thì chắc chắn không bao giờ muốn con mình bị mặc cảm, bị mắc cỡ vì vấn đề sắc đẹp, xấu đẹp. Cho nên là chị nghĩ nếu các em nói hết suy nghĩ của mình, nói cái cảm xúc của em mắc cỡ khi bị mụn này, hoặc là bị ngại khi có mụn, không dám đi học, chị nghĩ là ba mẹ các em sẽ bị thuyết phục và sẽ có thể là giúp các em tìm hiểu thêm nhiều loại thuốc trị mụn đặc trị tốt cho các em nữa. Cho nên là các em hãy yên tâm. Bây giờ thì mạng xã hội cũng tràn lan và cái vấn đề về mụn tuổi dậy thì ở trên mạng người ta cũng giải thích rất là nhiều, nên các em có thể tham khảo ở nhiều trang mạng và bật cho ba mẹ coi, ba mẹ em cũng sẽ tự bật mà, cho nên là yên tâm nha. Còn bước thứ tư là
Thì bước thứ tư là một bước rất là quan trọng luôn. Đó là cái em nên bảo vệ da mình dưới ánh nắng, có nghĩa là cái em nên sử dụng kem chống nắng. Có, và đây cũng không phải là minh bạch luôn, nhưng sẽ giảm quyết những cái hiểu lầm. Có rất là nhiều người hiểu lầm về kem chống nắng. Thứ nhất, kem chống nắng không phải là kem chống đen. Cái thứ hai, kem chống nắng không có giúp mình trắng lên. Cái thứ ba, kem chống nắng không phải là trang điểm. Sử dụng kem chống nắng không phải là đang trang điểm. Kem chống nắng không phải là kem chống đen. Bởi vì sao? Kem chống nắng giúp chúng ta chống lại tia UV, tia cực tím, những cái tia mà rất là có hại, xâm hại trực tiếp đến da của chúng ta. Ngày nay tầng ozone của đất trái đất nó cũng đã bị thủng, và cho nên là có rất là nhiều kem chống nắng. Ủa bậy. Cho nên là có rất là nhiều tia nắng, tia UV, tia cực tím, những tia mà nó có hại, rất có hại cho da, nó sẽ xâm phạm trực tiếp, nó sẽ xâm phạm trực tiếp đến da của mình. Và nếu mà khi mà mình xài kem chống nắng thì nó sẽ hạn chế những cái tia đó từ 90-95%. Đúng vậy. Hạn chế những tia đó tiếp xúc trực tiếp với da, hạn chế ung thư da nè, hạn chế bị viêm nang lông. Ghê lắm mấy bạn ơi. Cho nên là kem chống nắng cũng rất cần thiết trong cái quá trình dưỡng da. Nhưng mà chị nghĩ là cấp 2 thì vẫn có một số phụ huynh không cho các em sử dụng kem chống nắng đâu, như cái chị nè. Cho nên là nếu các em không được phép sử dụng kem chống nắng thì các em có thể, nếu mà các em có thể xài lén thì xài lén, nhưng mà nhớ khi xài kem chống nắng thì phải thêm một bước rất là tẩy trang nha. Bởi vì sữa rửa mặt không thể nào mà tẩy được, rửa đi cái lớp kem chống nắng của mình đâu. Cho nên là nếu các em có thể sử dụng được kem chống nắng thì các em nên cộng thêm cái bước là tẩy trang. Còn nếu như mà em nào không được phép sử dụng kem chống nắng và cũng không thể nào xài lén được ba mẹ á, thì chị nghĩ là các em nên bịt khẩu trang cẩn thận kỹ càng khi ra đường. Mà chị nghĩ cái mùa này thì các em bịt khẩu trang kỹ rồi, nên là sau khi kết thúc mùa dịch này thì các em cũng nên bịt khẩu trang cẩn thận như vậy nha. Nó không những bảo vệ làn da của chúng ta, làm cho da chúng ta trắng lên nè, và còn bảo vệ cho chúng ta khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời. Cho nên là yên tâm bảo vệ da dưới mọi hình thức nha. Với lại xài kem chống nắng không có giúp, không giúp nâng tông hay là bật tông da, không hay là không giúp trắng da đâu. Đúng rồi. Kem chống nắng nó chỉ là em nên biết được tác dụng thực sự của kem chống nắng để không bị hoang mang, vì có nhiều người nghĩ là kem chống nắng là kem chống đen như tụi chị. Cái thứ ba, kem chống nắng không phải là sử dụng kem chống nắng không phải là đang trang điểm. Tại vì kem chống nắng không có giúp mình trắng, hay là kem chống nắng không có giúp mình che khuyết điểm. Đúng luôn. Hay nó không phải là kem nền hay đốm. Cho nên là các em không nên lạm dụng kem chống nắng. Tại vì có nhiều người á mới apply lên trắng quá, apply thêm cho trắng thêm, cái xích thêm nữa, xích thêm nữa, sau đó nó sẽ bị mụn, nó bị bí lỗ chân lông và sẽ bị mụn mụn á. Cho nên là thoa kem chống nắng kỹ, nhưng mà không phải là kỹ, số lượng vừa đủ. Đúng, kỹ không có nghĩa là quá nhiều. Từ xưa tới giờ hai chị cũng sử dụng qua khá là nhiều loại kem chống nắng. Cái thứ nhất sẽ là Sunblade, đúng không? Sunskin, Sunblade màu hồng. Màu hồng. Sau đó là màu chai trắng nắp xanh, sau đó là chai trắng nắp vàng. Đúng. Ba loại này thì khá là ok. Chị xài mà tụi mình xài mà không chưa có bị lên mụn. Đúng. Khá là ok, với lại giá cũng rất là bình dân luôn. Thơm nữa, thơm. Khoảng từ 99 cho tới 165 hoặc là hơn tùy, nhưng mà chưa tới 200. Chưa tới 200. Cái giá nó dao động như đó. Nói chung là rẻ. Với lại nó có nhiều size lắm. Các em nên xài thử những cái loại mà chai mini trước, tại vì các em có thể thử lên tay, thử mặt. Chị nghĩ là nếu như mà nó không hợp thì stop liền. Mới apply thì có lẽ nó trắng á, nhưng mà đợi khoảng cỡ 5-10 phút sau, lúc mà nó thấm vào da rồi á, nó sẽ tệp màu với da, nó không nó đen à, lộn. Da sao là nó vậy đó. Đúng vậy. Còn gì nữa ta? Còn những loại kem chống nắng tầm trung là Anessa, đúng không? Anessa. Tầm trung hồi đó giờ chị xài là Anessa. Mà của Nhật. Em nghĩ là
mấy em nhỏ thì anh ấy sẽ vẫn có cái cho trẻ em, có cái nắp xanh, có cho baby nắp trắng, mình nhớ là nắp trắng. Nói chung là cho da của trẻ em, cho nên là các em có thể tham khảo nha. Thì chị chỉ đưa ra kinh nghiệm, những cái sản phẩm mà tụi chị đã từng xài và với mức giá phù hợp, các em có thể để dành tiền ăn tiền ngốn để mua, hoặc là có bạn nào mà ba mẹ thoáng hơn một chút thì có thể mua cho các em, không chừng mua cho các em những cái sản phẩm cực xịn là khác. Vì tụi chị cũng từng trải qua cái giai đoạn này, cho nên là chị hy vọng là những gì chị truyền tải ngày hôm nay chỉ là những kinh nghiệm cộng gộp của hai tụi chị thôi, cho nên là chị mong nó không mang tính chất là khoa học lắm đâu, nhưng mà chị nghĩ là có những cái thứ mà chị chia sẻ với các em nó thuộc về cái mặt cái khúc mà gọi là cái thang điểm an toàn nhất các em có thể áp dụng. Nhưng mà cái đặc biệt là ở đây chỉ là thời gian thôi, thời gian để cho một cái kết quả thật là hoàn hảo. Thì đây là từ đầu tới giờ tụi chị chỉ là chia sẻ những kinh nghiệm xương máu đúc kết từ những lần thất bại của tụi chị. Đúng. Và đây cũng không phải là những gì quá chuyên nghiệp, tại không vì tụi chị không phải là gọi là quá chuyên môn về lĩnh vực này, tụi chị chỉ chia sẻ những cái mà gọi là kinh nghiệm thôi. Đúng. Nên các em có thể gọi là tham khảo, chứ làm theo thì các em phải cân nhắc làn da của mình nè, coi nó ra sao, thì theo những cái bước nãy giờ chị đã chia sẻ. Vả lại thì chị nghĩ là những cái chị chia sẻ nãy giờ thuộc về da gọi là da hơi nghiêng về nhạy cảm với lại da thường một chút, nhưng mà chị nghĩ tất cả các em ở mọi loại da đều có thể sử dụng những cái sản phẩm mà nãy giờ chị nói, trừ cái mảng kem chống nắng, cái đó là một cái phần thêm nhỏ thôi, tại vì chị thấy nó vẫn cần thiết trong cái gọi là trị mụn. Đúng vậy. Còn cái phần mà về thuốc trị mụn và sữa rửa mặt mà chị recommend cho các em thì chị nghĩ là ok, là các em ở mọi loại da đều có thể sử dụng, và đặc biệt là các em mới vừa lên cấp 2 nè, phải kiên nhẫn mới có thành đúng công. Đúng rồi, các em phải kiên nhẫn nha, tại vì chị mong là thì các em cứ xài, cứ làm cho da, chăm sóc da để cho da các em ổn định trước đã, rồi sau đó các em khi mà da đã ổn định rồi thì các em có thể thêm một số bước cho nó đầy đủ luôn một cái quy trình chăm sóc da đó. Thì sau đó thì da của các em sẽ được cải thiện tốt thôi mà, yên tâm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Mình tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh channel của mình nữa nhé. Tụi mình sẽ cố nghĩ ra những cái ý tưởng mà nó mới mẻ hơn, thiết thực. Và nó thiết nó thực. Thiết thực hơn, nó có thể ứng dụng trong thực tế. Yeah. Yes. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.